Phương Uyên xin kính chào quý vị đang đến với chương trình tư vấn truyền hình với chủ đề Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện. Và người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tá Mai Quốc Cường, Phó Đội trưởng Đội công tác phòng cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Và Đại úy Nguyễn Cao Linh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Tân Biên. Và thưa quý vị, với chủ đề Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, hai vị khách mời sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn xem đài về vấn đề ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thì thời gian gần đây, với tình hình cháy nổ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, thì thực trạng này đòi hỏi người dân phải coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cảnh giác hơn nữa với hỏa hoạn, đặc biệt là trang bị những kỹ năng xử lý khi đám cháy xảy ra cho các thành viên trong gia đình. Và trong tình hình tai nạn cháy nổ diễn biến phức tạp như hiện nay, mọi người cũng có nhiều thắc mắc và câu hỏi muốn hỏi đến lực lượng chức năng ngày hôm nay. Phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận một số câu hỏi của người dân để nhờ hai vị khách mời của chúng ta giải đáp. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hai vị khách mời đến với câu hỏi đầu tiên. Cho tôi hỏi thêm là những quy định nào về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp với kinh doanh? Vâng, và câu hỏi đầu tiên mà khán giả đề cập đến quy định phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, thì Phương Uyên xin được mời Thiếu tá Mai Quốc Cường, Phó Đội trưởng Đội công tác phòng cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Tây Ninh thông tin về vấn đề này. Xin kính mời anh. Xin chào khán giả đang xem đài. Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 136 năm 2020 và Điều 1, Nghị định số 50 năm 2024 của Chính phủ, hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Thứ nhất là nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn. Các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. Thứ hai là có nội quy về phòng cháy chữa cháy, về sử dụng điện, về sử dụng lửa, các chất dễ cháy nổ phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hoặc là theo quy định của Bộ Công an. Thứ ba là có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất kinh doanh. Điều kiện an toàn phòng cháy cháy, quy định nêu trên phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ. Vâng, cảm ơn Thiếu tá Mai Quốc Cường. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi của vị khán giả thứ hai. Đó là anh Lý Văn Cười ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là tại sao chúng ta phải tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy? Và với câu hỏi của khán giả Lý Văn Cười, thì xin mời Đại úy Nguyễn Cao Linh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Tân Biên sẽ chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn. Lời đầu tiên xin cảm ơn, gửi lời chào đến quý vị khán giả xem đài. Phải tuân thủ quy định về phòng cháy cháy không chỉ là một yêu cầu pháp lý bắt buộc mà còn phải là một biện pháp thiết yếu để bảo vệ tính mạng và tài sản. Khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này, chúng ta không chỉ giảm thiểu nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng do hỏa hoạn gây ra mà còn đảm bảo an toàn cho mọi người trong cuộc sống và môi trường làm việc. Điều này giúp cho duy trì hoạt động kinh doanh một cách liên tục, tránh gián đoạn, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính từ các hình phạt do vi phạm pháp luật. Hơn nữa, việc này còn thể hiện là trách nhiệm xã hội và đạo đức của cá nhân và doanh nghiệp đối với sự an toàn chung. Cuối cùng, tuân thủ tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng có thể giúp giảm thiểu chi phí, bảo hiểm và một số lợi ích tài chính không nhỏ. Vì vậy, việc tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy là một phần quan trọng không thể bỏ qua trong việc quản lý rủi ro, bảo vệ cộng đồng. Cá nhân, tổ chức không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử phạt vi phạm theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Trong một số trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Và vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi. Vậy thì cho Phương Uyên xin phép hỏi Thiếu tá Mai Quốc Cường, Phó Đội trưởng Đội công tác phòng cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, có thể tiếp tục chia sẻ thêm về những điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở không ạ? Điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở được quy định cụ thể tại Điều 5, Nghị định 136 năm 2020 và Điều 1, Nghị định số 50 năm 2024 của Chính phủ. Thứ nhất là cơ sở thuộc danh mục quy định tại phụ lục 3, cơ sở do cơ quan công an quản lý, ban ngành kèm theo Nghị định số 50 năm 2024 phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy sau đây. Có nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ, biển chỉ dẫn lối thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã được huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức sẵn sàng chữa cháy, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định. Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có hệ thống điện, hệ thống chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý, cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và truyền báo, sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy khác, phương tiện của người đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc là theo quy định của Bộ Công an. Có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình thuộc danh mục quy định tại phụ lục 5, danh mục dự án công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, ban hành kèm theo Nghị định số 50. Thứ hai là cơ sở thuộc danh mục quy định tại phụ lục 4, những cơ sở do Ủy ban dân cấp xã quản lý, ban hành theo Nghị định số 50 là phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy sau. Có điều kiện nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc là theo quy định của Bộ Công an. Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có hệ thống điện, hệ thống chống sét, hệ thống chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt và việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc là theo quy định của Bộ Công an. Có hệ thống giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện khác, các phương tiện cứu người đảm bảo về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hoặc là theo quy định của Bộ Công an. Là có quy định và phân công chức trách nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy phải được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Dạ vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Mai Quốc Cường đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Và cho Phương Uyên xin hỏi thêm là còn đối với nội dung là ai có trách nhiệm cập nhật hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy ? Chương trình cũng muốn nhận thêm thông tin từ Đại úy Nguyễn Cao Linh. Vâng, với câu hỏi về theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 1 thông tư số 32/2024 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bộ Công an quy định về hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì do người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức cập nhật bổ sung hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Vì vậy mà việc cập nhật hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng để đảm bảo rằng cơ sở luôn tuân thủ các quy định và biện pháp an toàn. Người đứng đầu cơ sở theo dõi các thông tin mới nhất, thay đổi về quy định và những đặc điểm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và phải cập nhật hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Vâng, xin được cảm ơn Đại úy Nguyễn Cao Linh và chương trình xin tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Trường hợp mà tôi muốn tích hợp với camera với thiết bị báo cháy như thế nào?
Và vâng, với câu hỏi của khán giả Phạm Thanh Long về hệ thống báo cháy sử dụng camera, những quy định ra sao? Vậy xin mời Thiếu tá Mai Quốc Cường chia sẻ thêm về vấn đề này. Thiết bị này thì cần phải được kiểm định chất lượng và dán tem kiểm định bởi cơ quan quản lý nhà nước trước khi sử dụng. Hệ thống báo cháy sử dụng camera kết hợp với công nghệ phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Giải pháp này dựa trên việc lắp đặt camera tại các điểm chiến lược trong và xung quanh tòa nhà để thực hiện việc giám sát thời gian theo thời gian thực. Nhờ vào khả năng phân tích hình ảnh của AI, hệ thống có thể nhận diện nhanh chóng các dấu hiệu của hỏa hoạn như sự xuất hiện của khói và ngọn lửa hoặc là tình trạng tăng nhiệt đột ngột. Khi phát hiện ra những dấu hiệu này, thì hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo giúp nhân viên an ninh hoặc là bộ phận quản lý có biện pháp ứng phó kịp thời. Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng phát hiện sớm và chính xác các tình huống nguy hiểm, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Ngoài ra, nhờ vào AI, hệ thống có thể phân biệt được khói từ đám cháy, từ hỏa hoạn đối với các nguồn khói khác, ví dụ như là khói từ việc nấu ăn, từ đó giảm thiểu đáng kể số lượng hay là cái hiện tượng báo cháy giả. Hệ thống này cũng có thể dễ dàng phân tích hợp với các hệ thống báo cháy an ninh hiện tại, mang lại một giải pháp toàn diện cho việc giám sát và ứng phó với hỏa hoạn. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống này cũng gặp phải một số thách thức. Thứ nhất là chi phí ban đầu cho thiết bị và phần mềm có thể là khá cao, và hệ thống này cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, việc sử dụng camera giám sát cũng đặt ra những vấn đề về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được xem xét cẩn thận. Hệ thống báo cháy bằng camera sử dụng công nghệ AI mang lại một giải pháp hiệu quả tiên tiến cho công tác phòng cháy chữa cháy với khả năng phát hiện sớm và chính xác các nguy cơ của đám cháy. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến việc áp dụng các giải pháp này thì chúng ta cũng cần phải đánh giá kỹ lưỡng về chi phí, khả năng tích hợp với hệ thống hiện tại và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư. Vâng, thưa quý vị, thì chương trình ngày hôm nay tiếp tục với những câu hỏi mà khán giả muốn được tư vấn để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ. Và Phương Uyên xin được mời Đại úy Nguyễn Cao Linh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Tân Biên sẽ đưa ra những khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà ở để kết hợp với sản xuất kinh doanh. Đối với những khuyến cáo về khi mà sử dụng nhà ở phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, thì thứ nhất là chủ hộ gia đình để có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và phải nắm vững các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong đám cháy và các kỹ năng cơ bản sơ cấp cứu ban đầu. Hai là thiết kế lắp đặt hệ thống điện đảm bảo đủ công suất cấp cho các thiết bị sử dụng và có các thiết bị đóng ngắt bảo vệ như cầu dao, cầu chì, automat cho hệ thống điện chung của tòa nhà. Từng khu vực và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn như điều hòa, bình nóng lạnh thì không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm. Bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất, khu kinh doanh với các khu khác ở của tòa nhà. Thường xuyên kiểm tra kịp thời, thay thế các thiết bị điện bị hư hỏng hoặc là không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ba là bố trí sắp xếp vật dụng, sinh hoạt, hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Không tập kết bố trí vật tư, hàng hóa che chắn, cản trở các lối thoát nạn. Không tích trữ chất dễ cháy ở trong nhà như là xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy. Trường hợp cần thiết thì chỉ nên dự trữ một số lượng tối thiểu đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn, bảo quản nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Các phương tiện máy móc, thiết bị như ô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
máy phát điện, sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, cần để cách xa nơi đun nấu nguồn lửa, nguồn nhiệt. 4 là quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Khi đun nấu, thắp nhang, thờ cúng, sử dụng các thiết bị đốt nóng như hàn, cách, phải có người trông coi. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, tắt tất cả các thiết bị điện, các thiết bị không cần thiết. 5 là trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của ngôi nhà. Tối thiểu một bình chữa cháy chắc tay, một phương tiện phá dỡ như búa tạ, xà beng, kìm cộng lực. Các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy, đảm bảo duy trì hoạt động và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ này. 6 là phải có dự trù về phương án xử lý các tình huống sự cố cháy nổ và thoát nạn phù hợp với đặc điểm của từng ngôi nhà. Các thành viên trong hộ gia đình cần nắm rõ các lối thoát nạn, vị trí để chìa khóa, dụng cụ phá dỡ và các kỹ năng thoát nạn trong đám cháy. Và vâng, xin được cảm ơn Đại úy Nguyễn Cao Linh với những chia sẻ vừa rồi. Và liên tục chương trình thì đến với câu hỏi của anh Lê Văn Tân ở ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu như sau. Khi thiết kế một ngôi nhà trước khi xây dựng thì cần chú ý những gì để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy? Và Phương Uyên xin mời Thiếu tá Mai Quốc Cường sẽ trao đổi về vấn đề này. Khi xây dựng một ngôi nhà, việc lựa chọn vật liệu xây dựng đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Sử dụng vật liệu có khả năng chống cháy cao như là bê tông, gạch, đá hoặc là các vật liệu xây dựng hiện đại chống cháy sẽ giúp tăng khả năng an toàn cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt trần và sàn nhà nên được xây dựng từ vật liệu không cháy hoặc là chậm cháy để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa. Thiết kế đường thoát nạn hiểm, cũng thiết kế lối đường thoát hiểm cũng là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn. Mỗi tầng của ngôi nhà nên có ít nhất là 2 lối thoát hiểm, bao gồm cửa sổ, cửa chính, và đảm bảo rằng chúng không có bị giật cản trở bên ngoài. Cầu thang nếu có thì nên được xây dựng bằng vật liệu chống cháy và lối thoát hiểm riêng biệt, không qua khu vực chính của ngôi nhà. Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động cũng là một phần không thể thiếu để tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy cho ngôi nhà của bạn. Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động dưới cảm biến khói và nhiệt ở vị trí quan trọng như là phòng khách, phòng ngủ và bếp. Ngoài ra thì việc phân bố các bình chữa cháy ở những nơi dễ dàng tiếp cận, cân nhắc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cũng sẽ tăng cường khả năng phòng cháy chữa cháy cho ngôi nhà của bạn. Việc phân chia ngôi nhà và tạo khoảng cách an toàn phòng cháy cháy giữa ngôi nhà và các công trình xung quanh là một cái biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ lan truyền của ngọn lửa. Thiết kế ngôi nhà và các khu vực có khả năng cô lập lửa và sử dụng vách ngăn cháy giữa các phần của ngôi nhà sẽ giúp kiểm soát tốt hơn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Hệ thống điện an toàn và việc lựa chọn thiết bị điện có tính năng an toàn cao cũng rất là quan trọng. Điều này bao gồm việc sử dụng dây dẫn và các thiết bị đặt chuẩn, cùng với việc lắp đặt thiết bị đóng cắt tự động trong trường hợp có sự cố thì cái thiết bị này nó sẽ tự động nó ngắt. Tránh sử dụng các thiết bị điện quá cũ hoặc là không rõ nguồn gốc để giảm thiểu rủi ro cháy nổ do hệ thống điện gây ra. Ngoài ra thì công nghệ thông minh ngày càng trở nên là một phần không thể thiếu trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Việc lắp đặt hệ thống giám sát và điều khiển từ xa sẽ giúp cho bạn có thể theo dõi và phản ứng nhanh chóng đối với các tình huống khẩn cấp nhờ vào việc tích hợp cảm biến khói, nhiệt và hệ thống chữa cháy tự động. Cuối cùng thì cái việc mà tư vấn của các chuyên gia về phòng cháy cháy khi trước khi bắt đầu xây dựng cái ngôi nhà và việc thực hiện cái việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các hệ thống phòng cháy cháy sau khi ngôi nhà được xây dựng xong thì cũng rất là quan trọng. Điều này sẽ giúp cho đảm bảo cái thiết kế phải được tuân thủ đúng theo cái quy định của pháp luật về phòng cháy cháy và các hệ thống phòng cháy cháy, trong đó luôn duy trì ở một cái tình trạng tốt nhất
từ đó góp phần tạo ra môi trường sống an toàn hơn cho gia đình và cộng đồng. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thiếu tá Mai Quốc Cường. Và sau đây, xin được mời Đại úy Nguyễn Cao Linh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Tân Biên có thể chia sẻ thêm một nội dung mà khán giả quan tâm. Đó là đối với chủ nhà trọ, chủ văn phòng cho thuê thì cần phải làm gì để phòng ngừa hỏa hoạn và cháy nổ ạ? Đối với câu hỏi, đối với chủ nhà trọ, chủ nhà cho thuê thì để kiểm soát mà rủi ro cháy nổ trong các nhà ở, nhà trọ, nhà cho thuê thì chủ nhà trọ và người quản lý cần thực hiện tốt một số biện pháp quan trọng sau đây. Một là mình phải lắp đặt hệ thống báo cháy và phòng cháy, trang bị đầy đủ các thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, hệ thống chống phun nước, hệ thống phun nước tự động ở những khu vực cần thiết, đảm bảo rằng tất cả các thiết bị đều được bảo dưỡng định kỳ và hoạt động tốt. Hai là kiểm tra hệ thống điện, thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống điện bao gồm dây dẫn điện, ổ cắm và các thiết bị điện để phát hiện sự cố và nguy cơ cháy nổ, tránh quá tải công suất và sử dụng các thiết bị điện an toàn. Ba là quản lý và lưu trữ chất dễ cháy, hạn chế việc lưu trữ các chất vật liệu dễ cháy trong nhà và đảm bảo rằng chúng được bảo quản cách ly và an toàn. Bốn là tuyên truyền và đào tạo về phòng cháy chữa cháy, tổ chức các buổi tập huấn về an toàn phòng cháy và chữa cháy cho người thuê và nhân viên quản lý, đảm bảo mọi người đều biết cách sử dụng bình chữa cháy, biết vị trí lối thoát hiểm và cách ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Năm là thiết kế và bố trí hợp lý, đảm bảo rằng thiết kế và bố trí nhà ở, nhà trọ, nhà cho thuê tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lối thoát hiểm phải được thiết kế rõ ràng và không bị cản trở. Sáu là kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị ga. Nếu sử dụng ga, cần kiểm tra định kỳ ống dẫn ga và các thiết bị sử dụng ga để phòng tránh rò rỉ. Đây là nguồn nguyên nhân hàng đầu gây cháy, nổ. Bảy là tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy, bao gồm cả việc đăng ký và kiểm định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ quan chức năng. Tám là việc thực hiện bảo hiểm, xem xét việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà ở, nhà trọ và nhà cho thuê để đảm bảo giảm thiểu tác động tài chính nếu sự cố xảy ra. Việc áp dụng các biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ tài sản và mạng sống mà còn giảm thiểu thiệt hại và giúp phục hồi nhanh chóng sau sự cố. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của Đại úy Nguyễn Cao Linh và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo do phóng viên ghi nhận. Và cho tôi hỏi là làm thế nào để đảm bảo an toàn khi có cháy nổ xảy ra? Về vấn đề mà đảm bảo an toàn phòng cháy cháy khi có cháy nổ xảy ra thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy luôn có hướng dẫn về việc thoát nạn khi có cháy. Thì trước khi trả lời câu hỏi này, tôi có kiến nghị như sau. Thì mỗi gia đình, mỗi nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nên có tối thiểu 2 lối thoát nạn. Nếu trong trường hợp này nhà chúng ta có 2 lối thoát nạn thì quá trình thoát khỏi đám cháy trở nên đơn giản và an toàn hơn rất nhiều. Trở lại với câu hỏi của khán giả, trường hợp này khi cháy quá lớn, đám cháy ngăn chặn lối thoát nạn duy nhất của gia đình thì chúng ta có một số lựa chọn như sau. Thứ nhất là tìm mọi cách di chuyển lên mái nhà, ban công, lô gia và di chuyển thoát nạn qua nhà kế bên, sát vách. Sử dụng các thiết bị phá dỡ thô sơ như bút tạ, kìm cộng lực, xà beng, rìu, phá cửa sổ, phá tường, phá bỏ cấu kiện công trình tạo lối thoát nạn thứ hai để thoát ra bên ngoài. Trường hợp không thể thực hiện theo 2 cách trên thì chúng ta có thể sử dụng nhiều chăn, mền, nhúng nước chùm lên đầu, lên người và băng qua đám cháy. Khi lửa bén vào quần áo thì 2 tay úp vào mặt, nằm lăn qua lăn lại trên mặt nền, ngọn lửa sẽ được dập tắt. Và vâng, cảm ơn những chia sẻ hữu ích của Đại úy Nguyễn Cao Linh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Đó là chị Bùi Thị Thu Trâm, phường 3, thành phố Tây Ninh có hỏi quy định về phân loại và cách xử lý chất dễ cháy như thế nào. Xin mời Thiếu tá Mai Quốc Cường ạ. Chất thải dễ cháy cũng như là bè, giấy, vải và một số loại nhựa cần phải được quản lý cẩn thận để giảm thiểu nguy cơ cháy. Việc phân loại và xử lý chất thải này thì cũng
đúng cách không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo an toàn cho các khu dân cư và các cơ sở kinh doanh. Trước đây dưới đây là một số lời khuyên về cái cách phân loại và xử lý chất thải dễ cháy. Đầu tiên là việc phân loại chất thải ngay tại nguồn là một cái việc rất là quan trọng. Bạn nên thiết lập cái hệ thống thùng rác riêng biệt cho chất thải dễ cháy và không dễ cháy. Điều này giúp hạn chế việc chất thải dễ cháy tiếp xúc với nguồn lửa, nguồn nhiệt, giảm bớt khả năng bùng phát đám cháy. Cũng cần đảm bảo rằng mọi người trong gia đình hoặc là nơi làm việc đều hiểu rõ cái cách phân loại này. Tiếp theo thì cái chất thải dễ cháy cũng cần được bảo quản trong các thùng kín và chắc chắn, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Điều này giúp ngăn chặn khả năng chất thải tự bốc cháy hoặc là bắt lửa từ các nguồn nhiệt từ cái xung quanh. Nếu có thể thì hãy sử dụng các thùng chứa có vật liệu chống cháy để tăng cường an toàn. Việc sử dụng các chất thải dễ cháy cũng cần được thực hiện một cách cẩn trọng. Nếu có điều kiện thì hãy tìm cách tái chế những cái chất thải này. Ví dụ như là các giấy, bè thì chúng ta có thể tái chế thành những các sản phẩm mới, giảm thiểu sự cần thiết phải xử lý như chất thải dễ cháy. Đối với những chất thải không thể tái chế được thì cần phải tiêu hủy chúng tại các cơ sở được phép và có biện pháp an toàn cháy nổ. Ngoài ra thì việc giáo dục cộng đồng về nguy cơ và cách xử lý các chất thải dễ cháy cũng là rất là quan trọng. Các chiến dịch nâng cao nhận thức để có thể giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý chất thải dễ cháy và áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Cuối cùng, việc duy trì sự kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với cách thức bảo quản và xử lý chất thải dễ cháy là cần thiết. Các doanh nghiệp và hộ gia đình nên thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp an toàn đều được tuân thủ, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ từ chất thải dễ cháy gây ra. Dạ vâng, xin được cảm ơn Thiếu tá Mai Quốc Cường. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Hường, ngụ tại khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh. Cho tôi hỏi là cái việc bảo trì, bảo dưỡng cái hệ thống phòng cháy chữa cháy như thế nào? Và với câu hỏi vừa rồi của khán giả Nguyễn Thị Hường muốn biết về cách bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, Phương Uyên xin mời Thiếu tá Mai Quốc Cường sẽ tư vấn về nội dung này. Căn cứ theo tiêu chuẩn 3890 năm 2023, ở cái điều 4.14 quy định các phương tiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, quy định trong tiêu chuẩn này phải được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành liên quan hoặc là hướng dẫn của đơn vị sản xuất. Việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ cần phải được lập thành biên bản ghi nhận kết quả, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp. Việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy là một phần không thể thiếu trong việc quản lý an toàn cháy nổ, đảm bảo rằng mọi người và tài sản được bảo vệ tốt. Có thể kể ra 6 lý do chúng ta nên làm việc này. Cái thứ nhất là đảm bảo hoạt động hiệu quả. Việc bảo quản định kỳ giúp đảm bảo rằng tất cả các thiết bị phòng cháy cháy hoạt động một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Điều này bao gồm việc kiểm tra bình chữa cháy, hệ thống báo cháy chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động và các thiết bị khác. Thứ hai là phát hiện sớm các vấn đề qua thời gian thì các hệ thống này có thể bị hỏng hóc hoặc là hao mòn, làm giảm hiệu quả hoạt động hoặc là thậm chí không hoạt động. Bảo dưỡng định kỳ giúp phát hiện và sửa chữa các vấn đề này trước khi chúng trở thành nguy cơ mất an toàn lớn. Thứ ba là tuân thủ pháp luật. Thì nhiều quốc gia và địa phương có quy định yêu cầu về hệ thống phòng cháy cháy phải được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn cho mọi người và tài sản. Thì việc không bảo quản hệ thống phòng cháy chữa cháy có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và bị xử phạt. Thứ tư là giảm thiểu rủi ro các thiệt hại.
hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động hiệu quả, có thể giảm thiểu đáng kể các rủi ro do và mức độ thiệt hại do các đám cháy gây ra, từ đó bảo vệ mạng sống và tài sản của chúng ta. Thứ năm là tiết kiệm chi phí. Dù việc bảo dưỡng định kỳ có thể tốn kém, nhưng nó có thể giúp tiết kiệm chi phí lâu dài bằng cách ngăn chặn các sự cố hỏa hoạn lớn, giảm chi phí sửa chữa hoặc là thay thế thiết bị do hư hỏng hỏng hóc. Thứ sáu là tăng cường ý thức an toàn. Quá trình bảo dưỡng cũng cần là cơ hội để tăng cường ý thức và kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhân dân và cư dân trong khu vực được bảo vệ. Và xin cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tá Mai Quốc Cường. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo do phóng viên ghi nhận. Giờ cho hỏi trường hợp mà cái những cái bình cháy mà mini á có thể đặt ở trong nhà như thế nào? Mời đại úy Nguyễn Cao Linh sẽ trả lời thắc mắc ạ. Việc trang bị những bình chữa cháy xách tay phải đảm bảo số lượng, diện tích, bảo vệ quy định trong mục 5 tiêu chuẩn Việt Nam 3890/2023. Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. Bình chữa cháy xách tay phải bố trí ở những nơi dễ thấy, dễ lấy như khu vực gần lối ra, hành lang, cầu thang. Tuy nhiên phải đảm bảo không cản trở việc thoát nạn khi có sự cố về cháy nổ. Thì khi bà con mang bình chữa cháy về, chúng ta trang bị là trang bị ở những nơi dễ thấy, dễ lấy để sử dụng tham gia các hoạt động chữa cháy. Những nơi ví dụ như là hành lang, cầu thang bộ, những nơi mà bà con mà chúng ta đi ra hay đi ra đi vào là bắt gặp được ngay cái vị trí mà bình chữa cháy đó, để chúng ta là khi xảy ra sự cố cháy có thể là tiếp cận bình và sử dụng được ngay. Lưu ý là bà con đặt bình ở những cái vị trí ví dụ như treo bình thì bà con treo bình ở vị trí là cao khoảng là 10 cm hoặc là không quá cao 150 cm đối với cái vị trí tầm cao chúng ta, để chúng ta là thao tác dễ lấy bình và di chuyển đến đám cháy để thực hiện cái quy trình chữa cháy. Bình chữa cháy là bà con có thể là đặt chung với những cái khu vực bảng tiêu lệnh, những cái nội quy phòng cháy cháy có cái màu đỏ để bà con dễ nhận biết và dễ thấy cái khu vực đó. Và lưu ý là khi bà con đặt bình chữa cháy là không đặt vào những cái nơi mà những cái cửa có thể là chúng ta là mở rào mở vào có bị dướng, hoặc là những cái nơi mà bị che khuất tầm nhìn, ví dụ như là xào đồ, những cái vị trí đặt nhiều đồ bị che mắt những cái vị trí cái bình chữa cháy này, thì khi chúng ta là tham gia chữa cháy hoặc là huy động những cái người khác tham gia chữa cháy sẽ không thấy được bình chữa cháy và không sử dụng được bình chữa cháy. Đó là những cái hạn chế bà con lưu ý. Và bà con khi mà đặt những cái bình chữa cháy này, chúng ta cũng lưu ý là không đặt bình chữa cháy ở những nơi có khả năng xảy ra cháy quá cao. Ví do là khi mà những cái diện tích ví dụ như là phòng bếp, thì khi mà xảy ra sự cố cháy thì chúng ta đặt bình chữa cháy vào bên trong cái phòng bếp đó, và khi phòng bếp đó bị cháy và cháy lớn thì bình chữa cháy lúc này sẽ nằm bên trong cái phòng bếp đó, thì bà con là không tiếp cận được vào bên trong để lấy bình chữa cháy để chữa cháy. Cho nên là bà con lưu ý thì lúc này thì bà con có thể là sử dụng bình chữa cháy này bố trí ở phần mà phòng kế bên, phần liên kề, để khi mà xảy ra sự cố cháy của gian bếp ở phòng bếp thì bà con có thể là tiếp cận ngay được bình chữa cháy và sang phòng bếp để chữa cháy để đạt hiệu quả cao. Bà con ta là cần lưu ý về một số nhà thì cao tầng thì chúng ta sẽ đặt bình chữa cháy như thế nào. Thì về quy định thì nếu mà nhà chúng ta có tầng lầu thì tốt nhất thì về mỗi tầng thì chúng ta là bố trí ít nhất là một bình chữa cháy. Đối với nhiều cái những cái tòa nhà thì thường thì sẽ dưới 100 m², thì theo quy định thì từ 100 m² trở lên thì chúng ta là bố trí một cặp bình chữa cháy ở với cầu thang hành lang thì sẽ đảm bảo. Thì ở nhà chúng ta thì bà con thì chúng ta ở thì đa số thì diện tích cũng vừa phải và nhỏ, thì chúng ta là nên trang bị ít nhất là một bình chữa cháy hoặc là hai bình lại càng tốt cho mỗi tầng, để mà khi có sự cố cháy nào xảy ra chúng ta có thể tiếp cận và sử dụng được ngay. Vậy thì cũng thưa đại úy là không biết thì mình sử dụng bình chữa cháy như thế nào để phát huy hiệu quả? Việc sử dụng bình chữa cháy xách tay để đạt hiệu quả tốt nhất thì đội cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh Biên có hướng dẫn khi mà tổ chức tuyên truyền huấn luyện, thì trên mỗi bình chữa cháy có dán sẵn cái việc hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy. Tuy nhiên và khi mà người trong gia đình, người dân cần khi mà mua về cần biết cách sử dụng bình chữa cháy khi có cháy xảy ra,
cách sử dụng bình chữa cháy như sau. Một là khi có sự cố xảy ra, di chuyển bình chữa cháy đến đám cháy. Hai, mình rút kéo chốt an toàn của bình chữa cháy. Ba là nhắm vòi phun vào gốc đám cháy. Bốn là bóp cò để phun chất chữa cháy cho đến khi lửa được dập tắt. Việc tập huấn định kỳ và thực hành sử dụng bình chữa cháy sẽ giúp gia đình bạn phản ứng nhanh chóng và hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà con chúng ta cách sử dụng những phương tiện chữa cháy ban đầu, đó là phương tiện là bình chữa cháy xách tay. Thì bình chữa cháy xách tay như thế này là bà con có thể là sử dụng để chữa cháy những đám cháy mới phát sinh ban đầu rất là hiệu quả. Trong chữa cháy thì chúng ta có 5 phút vàng để chữa cháy. Thì những cái phương tiện dụng cụ bình chữa cháy xách tay nhỏ gọn như thế này, chúng ta có thể là di chuyển rất là cơ động đến vị trí đám cháy và triển khai công tác chữa cháy, phun chất chữa cháy vào đám cháy và chữa cháy rất là hiệu quả. Thì trước mặt của chúng ta đó là hai bình chữa cháy, đó là bình chữa cháy bột và bình chữa cháy khí. Và tại sao lại có bình chữa cháy bột và bình chữa cháy khí? Lý do là sở dĩ người ta tạo ra hai bình chữa cháy như thế này là đều dựa vào cái phương pháp dập tắt đám cháy của nó. Bà con biết là chúng ta có 4 cái phương pháp dập tắt đám cháy. Thứ nhất là dập tắt đám cháy bằng phương pháp làm lạnh. Thứ hai là dùng cái phương pháp cách ly. Thứ ba là phương pháp là làm loãng cái vùng phản ứng cháy. Và phương pháp thứ tư đó là phương pháp là ức chế phản ứng hóa học. Thì đối với bình khí CO2 bên trái của tôi, đây là bình khí CO2, thì phương pháp dập tắt đám cháy của nó là làm loãng dùng phản ứng cháy và đồng thời là làm lạnh. Thì bà con biết là khi mà muốn tạo ra hình thành một cái đám cháy, người ta có 3 điều kiện chủ yếu, đó là điều kiện thứ nhất đó là chất cháy, điều kiện thứ hai là điều kiện là nguồn nhiệt, và điều kiện thứ ba là điều kiện là phải có oxy. Thì khi mà mình sử dụng bình khí chữa cháy CO2 phun chất chữa cháy vào đám cháy sẽ tạo ra một nhiệt độ rất là lạnh, có thể là âm tới 78, âm 79 độ C đến cái vùng cháy đó, làm hạ nhiệt độ vùng cháy. Và thứ hai là khi chúng ta phun lượng CO2 vào bên trong vùng hướng cháy thì sẽ làm loãng cái vùng hướng cháy đó đi. Thì từ 3 yếu tố để tạo hình thành đám cháy, chúng ta đã hạn chế và gạt bỏ đi cái yếu tố nhiệt độ của đám cháy và oxy của đám cháy, thì đám cháy sẽ được dập tắt. Thứ hai, đối với cái bình bột chữa cháy thì phương pháp dập tắt đám cháy của nó chủ yếu đó là cách ly. Thì khi bà con ta sử dụng bình bột và phun vào cái bên trong của đám cháy thì bột sẽ phủ một lớp bề mặt lên cái vùng cháy, lên cái bề mặt của chất cháy, thì khi này nó sẽ cách ly cái chất cháy đối với oxy. Về hai bình chữa cháy như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng và ứng dụng trong cái tình huống và điều kiện khác nhau. Đối với bình chữa cháy CO2 thì bà con lưu ý là chúng ta sử dụng bình chữa cháy CO2 ở khu vực hiệu quả, đó là khu vực phòng kín, ở văn phòng, những nơi mà khuất ít có yếu tố ảnh hưởng ở bên ngoài như là gió, trời, vân vân. Thì lúc này thì cái bình CO2 ta sẽ là phát huy hiệu quả rất là tối đa. Và đối với cái bình chữa cháy CO2 như thế này, khi chúng ta là bà con chúng ta sử dụng phun bên ngoài thì chúng ta lưu ý là chúng ta là khi mà phun chất cháy bên ngoài thì bình CO2 nó sẽ vẫn đạt kết quả đó là dập tắt đám cháy, nhưng mà hiệu quả nó sẽ không bằng so với cái trong cái những cái phòng kính như vậy. Chúng ta lưu ý như vậy. Về cái bình bột chữa cháy, bà con lưu ý là chúng ta là sử dụng chữa cháy đều hiệu quả, bên trong và bên ngoài nhà đều là hiệu quả hết. Nhưng bà con lưu ý là khi mà sử dụng cái bình bột chữa cháy thì chúng ta là hạn chế sử dụng bình bột đối với những cái đám chất cháy liên quan tới thiết bị linh kiện điện tử trong nhà, hoặc là số cái công ty cơ sở có những cái máy chủ linh kiện, thì khi mà chúng ta là phun cái chất cháy bột này vào nó sẽ dễ bị ăn mòn và lâu ngày nó sẽ bị rỉ sét, nó sẽ bị hư những cái linh kiện điện tử đó. Bà con chúng ta lưu ý khi sử dụng bình bột đấy, thì lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng bình CO2 thay vì sử dụng bình bột trong những cái điều kiện đó. Cách phân biệt bình bột và bình khí chữa cháy, bà con lưu ý là khi chúng ta nhìn trực quan vào bình bột và bình khí chữa cháy, nó sẽ có một vài điểm khác nhau rất là rõ rệt. Thứ nhất, bình chữa cháy khí CO2 thì lo phun rất là to so với lo phun của bình bột chữa cháy. Thứ hai, nhìn vào trực quan thì chúng ta thấy bình bột chữa cháy sẽ có đồng hồ đo. Đa số bây giờ là những cái bình bột chữa cháy đều là có là đồng hồ đo áp suất nitơ bên trong.
Thứ ba là về bình chữa cháy khí CO2. Thì chúng ta, bà con ta thấy là toàn thân bình thì được đúc nguyên khói, với độ dày nhất định để đảm bảo nén áp suất trong bình, đảm bảo an toàn cho bà con ta khi sử dụng. Và đối với bình bột chữa cháy, bà con lưu ý khi ta nhìn vào thấy rất là rõ ràng đây là thép gì? Thép hàn. Đây là thép hàn. Thì bên trong bình bột là chứa khí nitơ, và đồng hồ đây và đo áp suất khí nitơ. Đó là những cách phân biệt cơ bản và rõ ràng, chúng ta có thể nhìn vào trực quan và tác động lên nó để bà con chúng ta phân biệt được bình nào là bình khí chữa cháy, bình nào là bình bột chữa cháy, để khi có sự cố cháy nổ cháy xảy ra là bà con có thể là ứng dụng một cách là hiệu quả nhất, kịp thời nhất vào trong những cái hoàn cảnh điều kiện cụ thể. Kính thưa bà con, trước mắt chúng ta đó là bình bột chữa cháy. Thì bình bột chữa cháy đây thì bà con lưu ý là đối với bình bột thì về cái cấu tạo của nó là gồm có 3 bộ phận chính. Thứ nhất là tay sách van bóp. Thứ hai, cụm van, ống dẫn lò phun. Thứ ba là thân bình. Về phần cụm van bóp hay còn gọi là cụm van xả, thì bà con lưu ý là chúng ta thấy ở trên phần cụm van có một chốt, đây gọi là chốt an toàn hay còn gọi là chốt hãm kẹp chì. Thì chốt an toàn như thế này thì có tác dụng là để ngăn cản cái phần cái ti sắt bên trong, để mà chúng ta khi mà bóp thì ti sắt sẽ mở van một chiều và khí bên trong bình sẽ đẩy bột qua ống si phong vào bên trên cụm van và đi ra bên ngoài. Đấy, thì bà con lưu ý là khi mà kim cái ti bên trong kích hoạt thì chúng ta là không thể là bảo quản bảo dưỡng cái bình này mà xài thêm vài ngày nữa hoặc là vài tuần nữa trong thời gian tới, mà chúng ta phải chiết nạp lại, chúng ta lưu ý điều đó. Thứ hai, về cái van bóp như thế này thì khi chúng ta thao tác, bà con lưu ý là chúng ta rút chốt ra xong thì chúng ta là sử dụng tay thuận, chúng ta là bóp hết biên độ của tay sách van bóp, bóp hết biên độ để đạt được hiệu quả khí trong bình ra bên ngoài, đẩy bộ ra bên ngoài một cách hiệu quả nhất, bà con ta nên lưu ý. Về phần cụm van ống dẫn lò phun, thì bên trên phần cụm van thế này thì bà con có thấy là bình bột này là chúng ta có một cái đồng hồ để mà chỉ thị cái áp suất khí nitơ bên trong bình bột. Đấy. Thì mục đích để gắn đồng hồ này là để khi mà bà con chúng ta là kiểm tra bình theo tháng, chúng ta kiểm tra là xem trong bên trong bình mình là còn khí hay không, còn đảm bảo để mà chúng ta để bình chữa cháy thường trực trong nhà hoặc là trong cái cơ sở chỗ làm việc của bà con được hay không. Đấy, thì kim ở đây chúng ta thấy là kim chỉ vạch màu xanh thì khí trong bình chữa cháy này còn đảm bảo, còn hoạt động, cái bình chữa cháy này chúng ta là còn hoạt động bình thường. Đấy, và khi mà khí trong bình hết hoặc là cao quá so với ngưỡng quy định thì kim chúng ta sẽ là chỉ vạch màu đỏ vào bên trái, phần bên trái, hoặc là chỉ vạch màu đỏ phần bên phải. Khi kim chỉ vạch màu đỏ phần bên trái thì chứng tỏ là khí trong bình đã hết, đã cạn kiệt, chúng ta phải cần chiết nạp lại. Khi kim chỉ quá vạch màu đỏ sang bên phải đồng hồ thì lúc này là khí trong bình áp suất tăng quá cao, do là bà con chúng ta là để bình ở ngoài nắng hoặc là những nơi mà có những cái dụng cụ, những thiết bị tiêu thụ điện nó sinh nhiệt thì ảnh hưởng tới bình, thì lúc này áp suất khí trong bình tăng cao và có khả năng nó sẽ bị vỡ cái đồng hồ đo áp suất khí nitơ bên trong, và lúc đó thì khí sẽ đi ra bên ngoài, sẽ không đảm bảo được cái công tác thường trực của bình chữa cháy ở cái nơi chúng ta làm việc hoặc là nơi ở của chúng ta, bà con chúng ta lưu ý. Tiếp theo đó là ống dẫn lò phun. Thì đây là ống dẫn lò phun có tác dụng là truyền khí và bột, định hướng khí và bột vào nơi mà chúng ta cần để mà dập tắt của đám cháy. Thì về chất liệu đó là cao su, nhựa tổng hợp. Về thân bình chữa cháy của bình bột thì đây là bình là chữa cháy là thép hàn, chúng ta lưu ý bình thép hàn. Thì bên trong bình, bà con lưu ý bên trong bình bột thì sẽ chứa bột. Bà con lưu ý là chúng ta có hai dạng bình bột thông dụng. Thứ nhất đó là bình MF và thứ hai là bình MFZ. Thì bình MF thì bên trong bình của chúng ta sẽ chứa thêm một bình khí nén CO2, để khi kích hoạt rút chốt bóp van thì khí CO2 sẽ đi ra bên ngoài kèm theo bột.
theo ống xi phong ra bên ngoài ống dẫn lò phun qua lò phun đến vị trí của đám cháy. Còn đối với bình chữa cháy bột như thế này, người ta thường ký hiệu là bình MFZ. Thì bình MFZ thì sẽ không có bình khí nén bên trong bình. Bên trong bình người ta sẽ bơm khí nitơ thẳng trực tiếp chung với bột. Cho nên là khi bà con ta lưu ý là sử dụng bình bột thì chúng ta phải lưu ý là trước khi sử dụng chúng ta phải xem đồng hồ, xem cái còn khí hay không, và phải lắc sóc bình, dốc ngược bình để làm tơi bột. Khi đó thì bà con chữa cháy mới đạt hiệu quả cao. Kính thưa bà con, thì về cái nguyên lý hoạt động của bình bột chữa cháy thì rất là đơn giản. Khi bà con rút chốt van an toàn, bóp van xả, thì với sự chênh lệch có áp suất rất cao ở bên trong bình và bên ngoài, thì khí bên trong bình sẽ kèm bột, dẫn bột theo ống dẫn siphon bên trong đến cụm van, theo ống dẫn qua lò phun ra bên ngoài đến vị trí đám cháy người ta cần phun, dập tắt đám cháy. Đó là nguyên lý hoạt động của bình bột chữa cháy. Và sau đây là nội dung cũng rất là quan trọng, đó là cách bà con sử dụng bình chữa cháy này sao cho an toàn và hiệu quả. Khi xảy ra sự cố cháy, bà con nhanh chóng đến vị trí đặt bình, cụ thể đây là bình bột, nhanh chóng quan sát đồng hồ, kiểm tra kim đồng hồ, chỉ bằng màu xanh bình còn đảm bảo, nhanh chóng xách bình. Vừa xách bình vừa di chuyển chạy đến vị trí của đám cháy và vừa thực hiện động tác dốc ngược đích bình. Động tác dốc ngược đích bình này và di chuyển đến đám cháy sẽ giúp cho bột trong bình tơi ra một cách rất hiệu quả. Khi đến gần vị trí đám cháy, bà con nhanh chóng tay không thuận đặt vào cổ bình, tay còn lại bà con sử dụng ngón trỏ đặt vào dành khuyên của chốt an toàn, ngón tay cái tì sát vào van xả, ngón tay cái tì sát vào van xả như thế này, và thực hiện động tác rút chốt theo phương ngang và lực tăng dần đều như thế này. Bà con nhanh chóng xách bình lên, tay còn lại cầm miệng lo phun và cách miệng lo phun khoảng là 2-3 cm, hướng vào gốc lửa, hướng vào gốc lửa. Bà con lưu ý là phải chọn hướng phun cho đạt hiệu quả, nhất là ưu tiên những cái hướng phun mà cháy lan cháy lớn, nơi mà để rất là nhiều cái vật dụng hoặc là cái tài sản, thì chúng ta bà con chúng ta là lưu ý là phun cái hướng đó để mà hạn chế cháy lan cháy lớn và ảnh hưởng tới tài sản của mình. Và lưu ý là khi bà con mà phun đám cháy bên ngoài trời thì cũng chú ý đến là cái hướng gió, chúng ta bà con chúng ta là lưu ý là phải đứng đầu hướng gió để tránh tác động của nhiệt và bụi bột. Khi phun lưu ý, bà con lưu ý là tay bóp van xả với biên hết biên độ của van xả và quét gốc lửa từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, không được bóp nhấp nhả. Lý do là bóp nhấp nhả thì sẽ không dập tắt đám cháy được hoàn toàn và đạt hiệu quả, và lúc này thì sẽ làm tốn bột trong bình. Lý do là bình của chúng ta là khi mà bóp hết biên độ thì khoảng cách cái thời gian mà chúng ta là chữa cháy là khoảng là 10-15 giây lại mà thôi. Bà con ta lưu ý là quét gốc lửa, và khi quét gốc lửa bà con thấy là đám cháy là không chưa được dập tắt hoàn toàn thì bà con lưu ý là chúng ta phải chuyển hướng phun, có thể là đi xung quanh đám cháy và ưu tiên những cái khu vực là cháy lan cháy lớn sang những cái đồ vật ở trong gia đình hoặc là cái nơi chúng ta là kinh doanh sản xuất. Bà con lưu ý điều đó để dập tắt đám cháy được hiệu quả. Và lưu ý là đến khi nào đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì lúc đó bà con mới ngưng cái hoạt động chữa cháy. Và khi tham gia chữa cháy, bà con lưu ý là phải xác định được hướng thoát nạn khi mà có sự cố cháy lan cháy lớn để đảm bảo tính mạng an toàn của chúng ta. Kính thưa bà con, thì trong quá trình chúng ta là để bình chữa cháy thường trực đảm bảo ở nhà chúng ta hoặc là nơi chúng ta là kinh doanh sản xuất, thì cái việc mà bảo quản bảo dưỡng bình rất là quan trọng. Thì bà con lưu ý là theo quy định thì ít nhất là mỗi tháng chúng ta sẽ kiểm tra bình một lần. Đối với bình bột như thế này thì chúng ta kiểm tra như thế nào? Thứ nhất, bà con ta là quan sát xung quanh bình từ phần cụm van, tay xách van bóp, ống dẫn lò phun đến thân bình và phần đích bình, xem có phần nào bị reset, bị móp méo, bị hỏng hóc hay không, để chúng ta là có biện pháp khắc phục hoặc là đi là đến cái cơ sở chúng ta là trang bị cái thiết bị mới. Và về cái cách bảo quản thì bà con có thể là đặt bình chữa cháy cách nền
Nếu mà treo thì bà con chúng ta treo bình chữa cháy và cách nền khoảng là 10 cm và không quá 1,5 m. Thì những cái quy định như vậy thì nó phù hợp đối với cái cơ thể người Việt Nam của chúng ta. Khi mà cách nền khoảng 10 cm như vậy thì sẽ đảm bảo được là những cái phần đích bình như thế này sau một thời gian ta sử dụng nó không bị rỉ sét do môi trường là nước ẩm mốc, hoặc là không quá cao để mà khi mà chúng ta sử dụng phương tiện nó thuận lợi, nó không quá cao để chúng ta có thể lấy được phương tiện và nhanh chóng đến đám cháy để dập tắt đám cháy, xử lý đám cháy kịp thời. Đấy. Đối với cái cách chúng ta là bảo quản bảo dưỡng thì đối với một số cái bình chữa cháy thì chúng ta có thể là đặt vào những cái khay chứa bình chữa cháy, ví dụ như là ở những nơi ở cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhà chúng ta cũng có thể là cần bị thêm khay để chúng ta là đặt bình chữa cháy lên để là đảm bảo là bình chữa cháy, đích bình chữa cháy là không tiếp xúc trực tiếp với nền, có thể là gây cái bình chúng ta là có thể là bị rỉ sét cái phần xung quanh phần đích bình như thế này. Thì lâu ngày chúng ta đảm bảo thì chúng ta bảo quản bảo dưỡng thì nó sẽ không đảm bảo có thể là gây hư hỏng. Bà con chúng ta lưu ý, hoặc là bà con có thể là trang bị vào những cái tủ đặt những cái bình chữa cháy như thế này trên vách tường thì rất là an toàn. Bà con lưu ý là khi sử dụng bình bọt chữa cháy thì thứ nhất là bà con nhớ là khi chúng ta sử dụng để chữa cháy những cái thiết bị linh kiện điện tử thì bà con hạn chế sử dụng những cái bình bọt như thế này. Nếu mà chúng ta là không có bình chữa cháy, chỉ có bình bọt thì chúng ta là phải sử dụng mà thôi. Thì lúc này thì lý do là khi chúng ta sử dụng bình bọt chữa cháy để chữa cháy những cái thiết bị linh kiện điện tử thì sau một thời gian những cái thiết bị của mình chúng ta vệ sinh không sạch sẽ, nó sẽ dẫn đến là bị rỉ sét. Khi mà cái lúc này bị rỉ sét thì những cái phần linh kiện nó bị hỏng hóc, gây thiệt hại nặng nề những cái máy móc, nhất là những cái cơ sở kinh doanh sản xuất, cái dây chuyền máy móc hư hỏng thì rất là nặng về cái tài sản của mình. Đối với chất lỏng cháy, ví dụ như xăng dầu thì khi bà con sử dụng xịt bình thì chúng ta lưu ý là không được phun cắm trực tiếp một góc thẳng đứng từ trên xuống dưới. Đối với hoặc là khay xăng dầu, là bình xăng dầu hoặc là can xăng dầu, khi phun như vậy thì với cái áp lực khí nitơ trong bình phun ra sẽ gây cho chất lỏng cháy, cái xăng dầu chúng ta sẽ văng tung tóe qua xung quanh, sẽ gây cháy lan, cháy lớn rất là nguy hiểm. Khi đó thì chúng ta chỉ phun trên bề mặt, góc khoảng 30 độ trên bề mặt của đám cháy để cho bột lan tỏa đều trên bề mặt của chất lỏng cháy, thì đó sẽ cách ly được oxy và sẽ được dập tắt đám cháy hoàn toàn. Bà con nên lưu ý. Kính thưa bà con, thì trước mắt chúng ta đó là bình khí chữa cháy CO2. Thì cũng như ban đầu tôi đã nói thì bình chữa cháy khí CO2 là chữa cháy rất hiệu quả trong nhà, trong văn phòng, trong phòng ngủ, phòng khách, những nơi là kính thì chữa cháy rất hiệu quả. Dựa theo cái phương pháp dập tắt đám cháy của nó là làm ngạt, làm loãng và làm lạnh dùng phấn cháy. Thì về cái cấu tạo của bình CO2 thì cũng gồm có tương tự như bình bột, thì cũng gồm có 3 bộ phận chính. Thứ nhất là cụm van xả, thứ hai là cụm van ống dẫn lo phun, thứ ba là bình thân bình. Thì thân bình ở đây là thân bình được đúc nguyên khối bằng thép nguyên khối để chịu được cái áp suất khí bên trong được nén ở dạng lỏng. Về cái nguyên lý hoạt động của bình chữa cháy khí CO2 thì dưới tác động sự chênh lệch áp suất ở bên trong mình rất cao, bên ngoài thì rất thấp. Thì lúc này thì khí trong bình, khi chúng ta bà con chúng ta là mở chốt và bóp van xả thì khí trong bình sẽ được đi ra bên ngoài theo cụm van đến ống dẫn và đến lò phun và đến cái bên ngoài, đến cái vị trí đám cháy bà con chúng ta cần phun. Đó là về cái nguyên lý hoạt động. Về cái cách sử dụng, khi xảy ra sự cố cháy, bà con nhanh chóng đến vị trí đặt bình khí CO2, xách bình, bà con di chuyển nhanh chóng đến đám cháy, đến gần đám cháy. Bà con lưu ý là đối với bình chữa cháy khí CO2 ống dẫn bằng kim loại như thế này thì bà con phải điều chỉnh lò phun trước. Việc điều chỉnh lò phun này góc độ là tùy thuộc vào vị trí của đám cháy, có thể là vị trí đám cháy ở dưới ngay mặt đất thì bà con chỉnh góc độ là khoảng 30 độ mà thôi, như thế này. Nếu đám cháy ở phần lưng chân hoặc trên cao thì bà con chúng ta điều chỉnh có thể là 90 độ hoặc có thể là hơn 90 độ, 120 độ như thế này để mà chữa cháy đạt hiệu quả. Sau khi điều chỉnh lò phun, bà con nhanh chóng rút chốt an toàn bằng cách tay không thuận đặt vào cổ bình, tay còn lại sử dụng ngón trỏ đặt vào vị trí của dàn khuyên, ngón cái tì đè vào van xả, tác dụng một lực ngang từ lực mạnh tăng dần đều như thế này. Nhanh chóng xách bình chữa cháy
tay còn lại đặt vào đất bình như thế này, hướng lo phun vào gốc lửa. Bà con lưu ý là khi chữa cháy là chúng ta là chữa cháy hướng vào những cái vị trí mà đám cháy phát triển mạnh, là có thể là cháy lan sang những cái đồ vật, những cái hàng hóa của chúng ta, những cái tài sản chúng ta, bà con lưu ý. Và khi phun, bà con lưu ý là không được bóp nhấp nhả, mà cần phải bóp hết cái biên độ của vành bóp như thế này, bóp hết biên độ. Thì bà con lưu ý là khi sử dụng bình khí CO2 thì khi bóp thì sẽ phát ra âm thanh rất là lớn, cho nên là bà con cũng chúng ta là đừng có quá hoang mang. Dưới cái ma sát giữa khí và lò phun nó sẽ phát ra tiếng kêu rất là lớn. Thì đối với bình chữa cháy khí CO2 là khi phun thì khoảng cách chữa cháy của bình khí CO2 là càng gần thì càng dễ tắt. Thì bà con lưu ý là đối với những cái đám cháy nhỏ mới phát sinh ban đầu thì càng gần là càng dễ tắt. Mà khi mà đám cháy, tùy thuộc vào đám cháy, có thể là lớn nhanh thì chúng phát triển lớn, thì bà con lưu ý là cần nên đứng xa. Và khi mà đứng xa thì đối với bình chữa cháy CO2 này thì chữa cháy sẽ không đạt hiệu quả nữa, mà chúng ta là sẽ sử dụng những cái phương pháp dập tắt đám cháy là bằng là nước sẽ đạt hiệu quả hơn. Và lưu ý là khi bà con ta phun, mà bà con ta là phun quét gốc lửa từ trái sang phải nè, từ phải sang trái đó. Hoặc là đổi hướng phun nơi vị trí phát sinh những cái đám cháy lan, cháy lớn, hoặc là những cái nơi mà có những cái góc khuất bà con không chữa cháy dập tắt đám cháy được hoàn toàn, nó sẽ cháy âm ỉ. Thì lúc này thì bà con ta là nên là thay đổi hướng phun để tìm đến những cái vị trí mà cháy âm ỉ để mà dập tắt hoàn toàn đám cháy. Và lưu ý là bà con lưu ý khi sử dụng bình khí CO2 này, khí CO2 nén trong bình ở dạng lỏng, và khi mà đi ra bên ngoài với áp suất rất thấp như thế này thì nhiệt độ của khí sẽ giảm đột ngột và có thể là -78 đến -79 độ C tùy vào cái vùng miền. Thì lúc này thì bà con ta là không nên chạm trực tiếp vào lò phun như thế này, không nên chạm vào. Khi chạm vào sẽ bà con chúng ta sẽ bị bỏng lạnh, chúng ta lưu ý. Bà con là không được cầm trực tiếp tay vào lò phun. Khi mà chạm trực tiếp tay vào lò phun là bà con rất dễ bị bỏng lạnh. Mà bị bỏng lạnh thì bà con sẽ rất là khó chữa so với cái bỏng nhiệt đó, với cái nhiệt độ là -78 đến -79 độ C. Bà con lưu ý. Bà con lưu ý là khi mà bảo quản về cái bình chữa cháy khí CO2 thì cũng giống như bình bột, thì chúng ta kiểm tra thì mà định kỳ là mỗi tháng, nhất là mỗi tháng một lần, thì bà con kiểm tra cái phần trực quan bên ngoài xem là vỏ bình của chúng ta, về phần vỏ bình, phần cụm van, phần tay sách, van bóp, phần chốt an toàn, phần ống dẫn lò phun, thì bà con lưu ý là xem bên ngoài nó có bị cắn mớp hoặc bị vỡ hoặc là bị thủng đó, có tác động bên ngoài không. Thứ hai là xem cái phần mà chốt an toàn mình có bị hỏng hay không, có bị ai đó hoặc là vô tình trẻ em là có thể là rút ra bên ngoài, đã xì khí ra bên ngoài rồi, thì lúc này là khí sẽ không đảm bảo để chúng ta là thường trực cái bình chữa cháy nhà chúng ta nữa. Tiếp theo, những cái vị trí khớp như thế này thì sẽ rất dễ bị lỏng như thế này. Mà khi bị lỏng như thế này thì bà con phun khí ra bên ngoài sẽ bị rò rỉ khí ra bên ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến phần cơ thể của bà con, rất là nguy hiểm. Chúng ta phải cần phải siết chặt những cái ốc, siết giữa cái phần ống dẫn đối với cái cụm van hoặc là ấm dẫn đối với cái lò phun, chúng ta phải siết chặt lại như thế này, siết chặt, có thể là sử dụng khóa sẽ siết chặt và đảm bảo hơn. Bà con lưu ý là về những cái phần ống lò phun thì cũng phải kiểm tra phần bên trong ống lò phun hay không, thì lâu ngày cũng có thể là do là trẻ em nghịch thì có thể là nhét giấy vào bên trong đây, hoặc là do là lâu ngày thì ông dò dẻ ống đất thì nó sẽ tha đất và làm tổ trong đây, thì lúc đó khi mình phun ra thì nó sẽ không đạt hiệu quả khi mà chữa cháy đối với bình khí chữa cháy. Kính thưa bà con, thì khi sử dụng bình khí CO2, bà con đặc biệt lưu ý những cái vấn đề sau để đảm bảo an toàn và chữa cháy đạt hiệu quả. Đối với bình khí CO2, bình khí CO2 cũng như nói ban đầu thì chúng ta chữa cháy hiệu quả ở trong phòng kín, nhất là những cái văn phòng, buồng ngủ, những cái phòng họp thì rất là hiệu quả. Lý do là phương pháp dập tắt đám cháy của nó là làm ngạt, làm lạnh và làm giảm nồng độ dùng phản ứng cháy. Khi sử dụng bình khí CO2, bà con lưu ý để đảm bảo an toàn là không sử dụng tay cầm trực tiếp vào ống dẫn lò phun. Đối với một số bình sẽ có tay sách thì chúng ta sẽ sử dụng cái tay sách đó và sách cái lò phun và để hướng vào cái vị trí đám cháy để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình chúng ta chữa cháy. Đối với bình khí CO2, lưu ý khi phun dập tắt đám cháy thì bà con lưu ý là khi vào bên trong phòng hoặc là bên trong nhà cái công trình chúng ta là chữa cháy, thì bà con cũng lưu ý là xác định được cái hướng thoát nạn khi cần thiết. Nếu mà đám cháy vượt quá tầm kiểm soát chúng ta là chúng ta có thể là thoát nạn được an toàn ra bên ngoài để đảm bảo tính mạng của chúng ta. Về bình khí CO2 thì bà con lưu ý là
khi mà được nén ở dạng lỏng trong bình khí như thế này thì khi khí ra bên ngoài thì cái nhiệt độ sẽ giảm đột ngột như tôi đã nói, thì có thể là âm đến 78 đến âm 79 độ C. Thì cái việc mà sử dụng bình như thế này mà có thể là chúng ta cầm trực tiếp vào lò phun sẽ gây bỏng tay chúng ta, hoặc là chúng ta vô tình chúng ta là rút chốt an toàn rồi và chúng ta chữa cháy mà chữa cháy chúng cái đồng đội của chúng ta trong quá trình chữa cháy hoặc là người thân chúng ta thì rất là nguy hiểm. Bà con đặc biệt lưu ý vấn đề này, có thể là bị bỏng lạnh rất là nặng. Và thưa quý vị, thì như vậy thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định, các biện pháp phòng cháy chữa cháy, sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp cho quý vị phản ứng kịp thời trong những tình huống khẩn cấp, ngăn chặn các thảm họa có thể xảy ra và bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của những người thân yêu. Thực hiện các biện pháp này chính là đầu tư cho sự an toàn và bình yên trong cuộc sống hàng ngày. Và qua 60 phút của chương trình ngày hôm nay, hai vị khách mời đã thông tin đến quý vị khán giả những thông tin hữu ích về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Và hy vọng chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ chú ý hơn trong an toàn phòng cháy chữa cháy, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Từ đó thì tránh những tai nạn cháy nổ đáng tiếc xảy ra và hạn chế ít nhất thiệt hại về người và tài sản vì một xã hội không có cháy nổ. Và vâng, một lần nữa thì Phương Uyên xin được cảm ơn hai vị khách mời vì đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Quý vị khán giả quan tâm có thể tiếp tục đặt câu hỏi qua email là tinthoisu.ttv11a@gmail.com hoặc qua fanpage Truyền hình Tây Ninh. Và xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số chương trình tiếp theo.